50% là trứng, trong trứng lại còn 50% là lòng trắng trứng và 50% còn lại là lòng đỏ trứng. Quả đúng là bữa sáng tuyệt vời nhất trên đời. Thank you.
Tao có ăn không có? Không, tao có bánh mì thôi. Nhìn thì cũng xinh đấy. Nhưng mà chắc là chắc là tao phấn lên mặt. Vẻ đẹp tự nhiên vẫn là tuyệt vời nhất. Chắc chắn những bức ảnh trên mạng xã hội của Tuệ An là giả. Làm sao chụp lúc nào có thể xinh như thế được? Dạo này môi mình không còn được căng bóng nữa, đánh thêm tí son vậy. Mình không tin Tuệ An lúc nào chụp cũng xinh. Cuối cùng, chắc chắn lần này Tuệ An sẽ có một ảnh thật là xấu cho bạn xem. Trên tiêu đề là Tuệ An hot girl TikTok của trường lộ ảnh xấu. Lần này... Hả? Cái gì cơ? Sao cậu ấy nay hát gì xấu lắm hả? Dăm ba video TikTok. Trời xinh xinh ngát xanh, gió tung tan trên lá xanh. Một cô em trông rất xinh tươi. Ê này, là cậu ý ấy. Ở trên TikTok không? Ừ, đúng, là tớ. Cậu, cậu muốn xin chữ ký luôn. Tớ đã chuẩn bị sẵn ấy với bút. Các cậu ơi, các cậu ơi, Loa Kèn thật tay. Ôi, học với Loa Kèn bao lâu mà bây giờ tớ biết cậu hay hước thế đấy.
trò cười cho các bạn mà thôi. Nào cả lớp, cô thông báo một tin này. Sắp tới lớp chúng ta sẽ phải tập một buổi vở kịch nha các em. Nếu như được vào vai công chúa thì nhan sắc tuyệt trần này sẽ được mọi người biết đến. Vậy có nghĩa là mình sẽ nổi tiếng hơn cả Tuệ An. Wow. Ê, cô ơi cô, để em làm vai công chúa. Để em làm hổng quá. Nàng công chúa chạy mãi. Nàng chạy đến một rừng cây mà lại chỉ có duy nhất một cái cây đứng ở đó. Cái bộ ngứa thôi, khó khăn. Vì do đã chạy marathon 5 km, công chúa đã mệt dã rồi. Cô ngả tạm vào cái cây và thiếp đi lúc nào không hay. Tránh ra còn nặng quá đi mất. Tránh ra nào. Trở thành những người đầu tiên sở hữu bộ sản phẩm học tiếng Anh mới nhất Leo Leo English Adventure, app học tiếng Anh bám sát chương trình tiểu học kết hợp cùng các thẻ bài cực thú vị. Đặt mua ngay để được giảm 20% và miễn phí vận chuyển toàn quốc nhé. Đừng quên đăng ký kênh Leo Leo để nhận được video mới mỗi ngày nhé. Còn đây là những video hay nhất trong tuần, các em đừng bỏ lỡ nha.